Good morning, everybody. Welcome back to our English lesson. This week, we keep learning Unit 8, Films, for Closer Look 2. Chào mừng các em. Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau học chủ đề phim ảnh bài A Closer Look 2. Bây giờ các em hãy cùng lấy sách vở ra và chúng ta sẽ cùng nhau học bài nhé. Bài hôm nay chúng ta sẽ phải làm 4 nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng của từ although, despite, in spite of, nghĩa là mặc dù ạ. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng của từ however, nevertheless, nghĩa là tuy nhiên. Sau khi đã tìm hiểu hai chủ đề ngữ pháp xong, chúng ta sẽ đến với phần bài tập luyện tập và cuối cùng sẽ là một số bài tập về nhà dành cho các em. Và sau đây cô cho chúng ta sẽ cùng đi vào chủ điểm đầu tiên. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của từ although, despite, in spite of. Ba từ này chúng ta sử dụng để làm gì nhỉ? Chúng ta sử dụng ba từ này để diễn tả cái ý trái ngược, được chưa? Nhưng mà phải trong cùng một câu nha. In the same sentence. Ý trái ngược nhau nhưng mà trong cùng một câu. Từ although chúng ta sẽ đi kèm với một clause, như là một mệnh đề. Còn despite, in spite of thì đã đi kèm với một now phrase hoặc là verb ing. Despite, in spite of sẽ đi kèm với một danh từ này, cụm danh từ này hoặc là verb ing. Để các em hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một số ví dụ sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của từ although. Although ở đây cô ghi là đi kèm với một mệnh đề, đúng không? Mà mệnh đề có nghĩa là gồm một chủ ngữ và một vị ngữ. Sau đây các em sẽ cùng phân tích ví dụ cùng cô nhé. Cô có ví dụ đầu tiên. Clause number 1, although, clause number 2. Lúc này từ although đứng ở giữa hai mệnh đề, để nối hai mệnh đề. Cô có câu sau ạ. He performs excellently although he's so young. Từ lùi although đứng ở giữa câu để nối hai mệnh đề. Câu này có nghĩa như sau. Anh này thể hiện rất là tốt mặc dù anh này còn rất trẻ. Đấy là trường hợp đầu tiên mình sử dụng từ although để nối hai mệnh đề. Tiếp theo cô sẽ đổi vị trí của từ although một chút ạ. Lúc này cô sẽ đưa từ although lên đầu câu, sau đó mới đến mệnh đề số 1. Khi chúng ta đảo từ although lên đầu câu thì phải có dấu phẩy đằng sau mệnh đề số 1 nha. Rồi chúng ta mới viết tiếp được mệnh đề số 2 ạ. Although he's so young, he performs excellently. Và các em lưu ý cho cô, cho dù mình đặt từ although ở giữa câu hay ở đầu câu thì nghĩa của câu vẫn không thay đổi ạ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng của từ although. Sau đây chúng ta sẽ đến trường hợp tiếp theo này. Cách sử dụng của từ despite, in spite of. Despite, in spite of thì sẽ không cộng với một mệnh đề mà sẽ kèm với một danh từ này, cụm danh từ hoặc là verb ing. Rồi sau đó mới đến mệnh đề chính. Có ví dụ sau. He performs excellently although he's so young. Dưới đây là một câu của cô. Cô viết với từ although. Và nếu mà cô muốn viết lại câu này bằng cách sử dụng từ despite hoặc là in spite of thì cô sẽ biến đổi mệnh đề although he's so young thành mệnh đề đó là thành verb ing, đó là being so young. Và mệnh đề he performs excellently cô vẫn giữ nguyên. Tương tự như từ although, từ despite và từ in spite of, nếu cô đổi vị trí đứng ở giữa câu hoặc ở đầu câu thì nghĩa của câu vẫn không thay đổi. Trường hợp thứ hai, cô sẽ viết được là despite, in spite of his young age. Lúc này cô đã biến đổi cái mệnh đề là although he's so young thành một now phrase, ở đây đó là his young age, biến đổi thành một cụm danh từ. Được chưa ạ? Vậy thì các bạn đang chắc là sẽ cảm thấy khó bởi vì không biết lúc nào mình nên biến đổi thành verb ing, lúc nào nên biến đổi thành now hoặc now phrase. Vậy cô cho chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp một ví dụ
để cho các em dễ hiểu hơn nhé. Cô có ví dụ đầu tiên. Although they watch films on DVD all night, they had to work the next day. Và cô sử dụng từ despite hoặc in spite of. Cô sẽ viết lại được câu đó là despite, in spite of watching films on DVD all night, they had to work the next day. Như các bạn thấy, chủ ngữ ở hai mệnh đề đều là từ they. Vậy thì cô chỉ cần biến đổi từ watch thành watching. Vậy chúng ta sẽ được công thức là nếu mà hai cái mệnh đề đấy cùng chủ ngữ thì các em nên đưa về dạng verb ing. Còn trường hợp câu khác chủ ngữ thì sao? Cô có câu số 2. Although his schedule is so busy, he still spends a day to visit my family. Cô có chủ ngữ ở trong mệnh đề số 1 của cô đó là his schedule. Và chủ ngữ trong mệnh đề số 2 đó là he. Lúc này hai chủ ngữ đã khác nhau. Vì vậy cô sẽ biến đổi mệnh đề his schedule is so busy thành một noun phrase đó là despite hoặc là in spite of his busy schedule. Được chưa? Vậy nếu hai mệnh đề khác chủ ngữ thì các em nên biến đổi về dạng hoặc là noun hoặc là noun phrase. Còn nếu cùng chủ ngữ thì chúng ta sẽ biến đổi về dạng verb ing ạ. Rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu although này, despite này, in spite of này. Và bây giờ các em có thể nhìn một cái bảng tổng kết về cách sử dụng của ba từ này nhé. Từ although, despite và in spite of thì vị trí của nó đứng ở đâu? Thì nghĩa của câu vẫn sẽ không thay đổi đúng không? Nhưng mà although nó cộng với một clause, một mệnh đề. Còn despite hoặc in spite of thì phải đi kèm với verb ing này hoặc là noun hoặc noun phrase. Đó là điểm khác biệt duy nhất. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng của ba từ này. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề ngữ pháp thứ hai. Chủ đề ngữ pháp thứ hai đó là cách sử dụng của từ however, nevertheless, nghĩa là tuy nhiên ạ. Đầu tiên hai từ này sử dụng như nào? Chúng ta sử dụng hai từ này để diễn tả ý trái ngược nhưng mà giữa hai câu. Như từ although này, despite này, in spite of thì phải là nghĩa trái ngược nhưng mà trong cùng một câu, in the same sentence. Còn ở đây là between two sentences, ý trái ngược nhưng mà lại giữa hai câu. Và từ however, nevertheless sau nó thì chúng ta phải sử dụng dấu phẩy. Cô sẽ có công thức như sau. Clause number one, however hoặc là nevertheless, rồi đến clause number 2. Đó, đấy là công thức. Còn ví dụ đây, cô sẽ có hai ví dụ cho các bạn nhé. Ví dụ đầu tiên của cô này, he's so young. Đấy là một câu này, sau đó cô sẽ chấm này. Sau đó cô sử dụng từ however hoặc là nevertheless. Và nhớ lúc này phải có dấu phẩy. Rồi mới đến mệnh đề số 2 đó là he performs excellently. Hoặc ví dụ thứ hai, the film didn't receive good reviews from critics. However, hoặc là nevertheless, comma, many people went to see it. Đó là cách sử dụng của từ however, nevertheless. Các em có thể chép nhanh phần này vào bảng nha. Sau khi tìm hiểu xong chủ điểm ngữ pháp, hai chủ điểm ngữ pháp thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số bài tập. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ ba, đó là phần practice time, phần luyện tập ạ. Phần luyện tập các em sẽ cùng cô làm bài tập số 1 trong sách giáo khoa. Bài tập số 1 người ta yêu cầu mình là complete a sentence using although plus a clause from the box. Bài 1 người ta sẽ cho mình 5 câu và người ta yêu cầu mình là phải hoàn thành những câu này sử dụng từ although và đi kèm với những với một mệnh đề trong hộp. Đây, người ta cho mình một ví dụ đó là although I watched the film twice, comma, I didn't understand it. Đấy là một câu ví dụ người ta sử dụng từ although. Bây giờ các bạn hãy cùng cô nhìn qua những cái mệnh đề trong hộp nhé. Mệnh đề đầu tiên mình có này, they spent a lot of money on the film. Mệnh đề số 2,
Few people came to see it. Mệnh đề thứ ba, it's a comedy. Number four, it is set in modern times. And the last one, the acting is excellent. Bây giờ cô sẽ cho các bạn thời gian để nhìn qua 5 câu và các bạn hãy thử làm xem mình có làm đúng 5 cái câu này không nhé. Cô sẽ cho các bạn thời gian 2 phút đi ạ. Rồi các bạn có thể dừng video này lại trong 2 phút, sau đó sẽ tự hoàn thành và sau đó sẽ cùng nghe cô chữa phần đáp án nhé. Thời gian 2 phút của chúng ta đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập số 1. Câu số 1 cô có We enjoy the film at Ngọc Khánh Cinema. Và cô biết được câu đó là Although few people came to see it. Chúng tôi rất là thích cái bộ phim ở rạp chiếu phim Ngọc Khánh, mặc dù là chỉ có một vài người đến để xem phim này thôi. Đáp án là câu số 1 ạ. Câu số 2. Câu số 2 của cô đó là Although they spent a lot of money on the film, it wasn't a big success. Mặc dù họ đã dành rất nhiều tiền vào bộ phim này, nhưng mà nó không phải là một thành công lớn. Câu số 3. Although the acting is excellent, I joined in for the film. Mặc dù diễn xuất rất là tuyệt vời đấy, nhưng mà tôi thì không thích với bộ phim này. Number 4. I didn't find it funny at all. Although it's a comedy, tôi không nhận thấy nó vui gì cả, mặc dù nó là một bộ phim hài. Và cô sẽ còn mảnh đề cuối cùng, nó sẽ là The film is based on the book that was written 20 years ago. Although it is set in modern times, bộ phim này được dựa trên một cuốn sách mà đã được viết cách đây 20 năm, mặc dù nó được thiết lập trong thời gian hiện tại. Vậy các em hãy cùng thử xem mình đã làm đúng hết 5 câu trong bài tập số 1 chưa nhé. Ok, sau khi chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 1, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bài tập số 2. Bài tập số 2 thì người ta yêu cầu mình khó hơn một chút đúng không? Mình sẽ phải sử dụng mấy từ nhỉ? Yes, mình sử dụng từ 3 từ, đó là từ although, từ despite và in spite of để hoàn thành những câu này. Và có những cái câu thì có thể chấp nhận hai đáp án đúng không? Rồi, bây giờ các bạn hãy dành cho mình vài phút để nhìn qua 5 câu này nhé. Sau đó chúng ta cũng sẽ cùng nhau làm này và chữa bài tập số 2 ạ. Ok, vậy là các bạn đã cùng nhau nhìn qua 5 câu. Bây giờ chúng ta sẽ đi chữa và phân tích từng câu cụ thể nhé. Cô có câu số 1. The story of the film was good. I didn't like the acting. Vậy, mình điền được từ nào ở đây nhỉ? Trước hết các bạn nhìn cho cô này. The story of the film was good. Ở đây là một mệnh đề. Vậy, mệnh đề thì chúng ta chỉ có thể sử dụng từ nào nhỉ? Dạ, chúng ta chỉ có thể sử dụng từ although. Although đứng ở đầu câu đúng không? Và nhớ viết hoa cho cô chữ A nha. Tiếp câu số 2. I went to see the film feeling really tired. Các bạn nhìn thấy feeling really tired, verb ing. Vậy ở đây mình có thể sử dụng hai từ, đó là từ despite hoặc là in spite of. Câu số 3. I really enjoy the water war. Và mình có một mệnh đề đây là most of my friends said it wasn't a very good film. Vậy lại tiếp tục là một mệnh đề. Mệnh đề thì chúng ta chỉ có đáp án duy nhất, đó là từ although. Số 4 ạ. Mình có carefully preparation. Ở đây chính là một noun phrase. Vậy một noun phrase mình sẽ điền được từ đó là despite hoặc là in spite of. Và số 5. The film was gripping. The film was gripping là một clause, một mệnh đề gồm có chủ ngữ và vị ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ điền được từ từ although.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài tập số 2. Nếu mà bạn nào hoàn thành đúng hết cả bài tập số 1 và bài tập số 2, nghĩa là các em đã nắm được cách sử dụng của ba từ although, despite và in spite of rồi ạ. Phần bài tập số 3 trong sách giáo khoa thì cô sẽ để phần bài tập về nhà để cho các bạn tự luyện tập thêm nhé. Bài tập số 3 sách giáo khoa trang 20 ạ. Sẽ là phần bài tập về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập thứ tư. Bài tập thứ tư là complete the sentences using although, despite, in spite of, however, nevertheless. Được chưa? Sometimes two answers are possible. Bài tập số 4 thì chúng ta sẽ phải sử dụng tận 5 từ cho 5 câu. Although này, despite này, in spite of này, however này, nevertheless. Các bạn có nhớ nghĩa của những từ này không nhỉ? Although, despite và in spite of nghĩa là mặc dù, đúng không? Còn however và nevertheless nghĩa là tuy nhiên. Trước hết cùng muốn các bạn hãy dành thời gian để đọc lướt qua 5 câu này. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập số 4 nhé. Rồi sau khi các bạn đã có thời gian nhìn qua 5 câu thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa từng câu một ạ. Câu số 1. Như các bạn thấy, the film didn't receive reviews from critics. Stop. Many people went to see it. À, vậy thì mình nên điền từ nào đây nhỉ? Mình có hai câu này mà lại có dấu phẩy này. Hai câu, hai mệnh đề mà có dấu phẩy. Vậy thì mình có thể điền được từ however hoặc là nevertheless để nối hai câu. Và sau hai từ này thì mình luôn có dấu phẩy. Được chưa? Đấy là một cách để mình làm bài tập này. Nếu mà các bạn không biết nghĩa của từ không sao cả. Chúng ta sẽ chỉ dựa vào phần công thức, đúng không? Chúng ta cũng có thể tìm được đáp án rất đơn giản ạ. Câu số 2. Câu số 2 cô lại có một now phrase ở đây là the silly story. Vậy trong những từ này, từ nào mình có thể đi kèm với now phrase nhỉ? Mình có hai từ đi kèm với now phrase, đó là despise và in spite of. Câu số 3. Ok, they spend millions of dollars on making film. Vậy ở đây là hết một câu này. Câu thứ hai người ta cho này, it wasn't as successful as expected. It wasn't as successful as expected. Đúng không? Hai câu, từ nào dùng để nối hai câu mà sau từ đó phải có dấu phẩy nhỉ? Vậy các bạn có thấy câu số 1 và câu số 3 giống nhau không? Đúng rồi. Vậy chúng ta cũng sẽ có chung đáp án, đó là từ however hoặc là never heard this. Số 4. Rồi, các bạn nhìn cho cô, George is one of Spielberg's first film. Đây là một mệnh đề. Mệnh đề thứ hai là is he one of his best. Hai mệnh đề trong cùng một câu. Hai mệnh đề trong cùng một câu thì mình có thể sử dụng từ although, đúng không? Mà cuối cùng cô có the film was a bit frightening. I really enjoy it. Lại là hai mệnh đề trong cùng một câu. Vậy chúng ta sử dụng từ although. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 1 này, bài tập số 2 và bài tập số 4. Vậy các em đã có hiểu cách sử dụng của các từ mà hôm nay mình đã học chưa nhỉ? Vậy nếu các em đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, là phần homework, phần bài tập về nhà. Phần bài tập về nhà các bạn sẽ làm cho cô bài tập số 3, bài tập số 5, trang 20, sách giáo khoa. Bài tập số 5, trang 24, sách giáo khoa. Và hãy nhớ chuẩn bị cho bài học tiếp theo, bài học Unit 8, phần Skill number 1, number 2. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại trong hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. See you next time. Goodbye.